Xuân Lan bị tố làm giả di chúc, ăn chặn tiền phúng điếu, dựng rung người khi mộ đạo diễn Vũ Minh bị đập phá. Hình ảnh phần mộ của cố đạo diễn Vũ Minh bất ngờ bị đập phá, sàn huyệt bị đào lên tứ tung đã khiến nhiều người bức xúc. Trong đó người bạn, người em thân thiết của cố đạo diễn Vũ Minh, Xuân Lan tức rung người khi chứng kiến hình ảnh không được đẹp đẽ. Là đồng nghiệp, người em thân thiết của cố đạo diễn Vũ Minh, siêu mẫu Xuân Lan đã không kiềm chế được cảm xúc khi thấy phần mộ của đàn anh mình bị đập phá. Theo đó, mới đây trên trang cá nhân của mình, siêu mẫu Xuân Lan bất ngờ chia sẻ hình ảnh phần mộ của cố đạo diễn Vũ Minh bị phá hoại, đào lên. Bên cạnh những bức ảnh chụp lại phần mộ bị hư hỏng nặng, siêu mẫu Xuân Lan còn bức xúc bày tỏ: "Trời cao có thấu, có những khuất tất khi anh tôi nằm viện và mất đi đã diễn ra. Tôi vì anh tôi mà im lặng, nhưng đến giờ có nên kể hết, bằng chứng và người làm chứng tôi còn đủ." Chưa dừng lại ở đó, phía dưới phần bình luận, siêu mẫu Xuân Lan còn bày tỏ: "Mới qua được chỗ đầu được hơn 1 tháng, giận run người, ức không chịu được." Cũng sau đó, của siêu mẫu cũng đã chia sẻ thêm đoạn tin nhắn được cho là của người nhà cố đạo diễn, nói về việc phần mộ đạo diễn Vũ Minh. Người này chia sẻ: "Gia đình cố đạo diễn Vũ Minh xin thông báo, chân thành từ tận đáy lòng cảm ơn quý thân bằng bạn hữu, các cô chú anh chị đồng nghiệp, học trò của cố đạo diễn Vũ Minh đã trong hơn 1 năm vừa qua kể từ ngày cố đạo diễn qua đời đã tận tình quan tâm chăm sóc, tiếp sức thực hiện lễ tang, phần mộ cũng như thường xuyên thăm viếng mộ phần của cố đạo diễn. Nay đã tiện hơn trong việc thờ cúng, chăm sóc, thăm viếng phần mộ của cố đạo diễn Vũ Minh, gia đình đã di dời phần mộ tro cốt của cố đạo diễn. Gia đình xin được trân trọng thông báo và xin chân thành cảm ơn." Ngay lập tức, những hình ảnh cùng dòng chia sẻ này của cựu siêu mẫu đã thu hút được sự chú ý từ phía một bộ phận khán giả cũng như truyền thông. Rất nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự bức xúc chẳng kém gì cựu siêu mẫu, đồng thời lên án những người có hành vi không tôn trọng người quá cố. "Họ quá nông nổi sẽ phải trả giá thôi, nhưng quả đến nhanh lắm, bỏ qua chuyện tiền bạc hiềm khích nọ kia, người ta đang mù yên mã đẹp, phá như vậy là đủ sai trái rồi. Mình báo phường chính quyền với tư cách công dân cũng được, chia buồn cùng chị, gia đình làm vậy thật sự không nên. Có chuyện gì thì cũng nên tròn 3 năm, không ít nhất cũng 1 năm. Người còn sống không bằng lòng bằng mặt thì cũng phải tôn trọng người mất. Lúc sống không biết có bằng lòng bằng mặt không, mà sao chết rồi cũng không yên vậy chị ơi." Một số cư dân mạng bày tỏ quan điểm. Không riêng gì cư dân mạng, rất nhiều nghệ sĩ cũng đã lên tiếng để lại bình luận bày tỏ sự xót xa khi nhìn thấy hình ảnh phần mộ của cố nghệ sĩ bị đập phá như thế. "Trời, sao vậy em? Sao để mộ Vũ Minh như vậy? Trời ơi chị ơi, xót xa quá. Sao có thể vậy ạ? Trời ơi, sao khốn nạn quá vậy?" Không chỉ bức xúc về việc phần mộ của cố đạo diễn Vũ Minh bị phá, siêu mẫu Xuân Lan còn tức giận khi bị cho lợi dụng về sự ra đi của cố đạo diễn để trục lợi, làm giả di chúc. Điều này đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh danh dự của cựu siêu mẫu. Theo Xuân Lan chia sẻ thông qua Facebook cá nhân, người này đi kể với mọi người xung quanh rằng cựu siêu mẫu lợi dụng tổ chức đám tang cho Vũ Minh để trục lợi cá nhân. Bên cạnh đó, nhân vật này còn bị chuyện nói rằng nữ siêu mẫu làm giả tin nhắn di chúc của cố đạo diễn khi còn ở bệnh viện, dựng hiện trường giả với mục đích chiếm đoạt tài sản. Trước những thông tin vô căn cứ, Xuân Lan phản ứng gay gắt, khẳng định đang nắm giữ bằng chứng nhân vật tung tin đồn là người cầm hết tiền quyên góp và tiền phúng điếu. Đặc biệt đến nay, số tiền đó vẫn chưa được công khai, thậm chí cựu siêu mẫu còn bày tỏ sẽ làm việc rõ ràng nhờ cơ quan pháp luật vào cuộc. Vũ Minh là đạo diễn mắt tay dàn dựng nhiều chương trình ngày xưa ở IDCAP với 16 vở, chiếm khoảng phân nửa số lượng chương trình từ trước tới giờ. Anh cũng đạo diễn rất nhiều vở nổi tiếng tại sân khấu như Dạ Cổ Hoài Lan, Bông Hồng Cài Áo, Tí Ơi Má Dìa, Trái Tim Nhảy Múa, Hạnh Phúc Trên Đồi Hoa Máu, gần đây là các vở Lời Nguyền Phù Thủy, Mưu Bà Tú. Vào 14 tháng 3 vừa qua, đạo diễn Vũ Minh qua đời do suy hô hấp và sốc nhiễm khuẩn. Sự ra đi của ông khiến đồng nghiệp, bạn bè và khán giả không khỏi bàng hoàng và thương tiếc.